Xin chào, tôi là Mark Chambers, PGA từ Australia. Hôm nay tôi sẽ nói về các kỹ thuật trong cú swing, cụ thể là cánh tay, cổ tay cử động như thế nào, từ vị trí setup đến hết backswing. Bây giờ chúng ta quan sát từ phía sau, tức là đứng quan sát từ phía người chơi hướng ra mục tiêu. Hãy cùng quan sát vị trí mà chúng ta nên làm được để đưa gậy đến vị trí đúng bằng cánh tay và cổ tay. Từ phía sau, chúng ta cần làm được vị trí takeaway. Lúc này, gậy song song với mặt đất, đồng thời song song với đường thẳng tưởng tượng, nối từ quả bóng đến mục tiêu. Tôi đã đặt hai que chỉ hướng song song trên mặt đất để minh họa. Như vậy, kết hợp cử động cánh tay đưa sang bên, kết hợp cổ tay gập dần lên. Ta thấy ở takeaway, cổ tay có một góc gập nhẹ. Khi đó, gậy ở hướng 9 giờ. Nó song song với que chỉ hướng trên mặt đất và song song với hai mũi chân. Đồng thời, bạn quan sát rìa dưới của mặt gậy là cạnh này. Nó sẽ gần như song song với cẳng tay trái của bạn. Bạn có thể thấy cổ tay gần như nằm thẳng phía trên mũi chân phải. Từ đây, đưa cánh tay, cổ tay lên vị trí nửa swing. Quan sát từ phía này, bạn thấy gậy nối dài sẽ chỉ vào đường mục tiêu. Đó là điểm quan trọng cần đạt được. Vị trí 1, rồi vị trí 2. Khi gậy chỉ vào đường mục tiêu, bạn có thể thấy gậy đi qua sát dưới chóp vai phải của bạn. Đó là những điểm bạn thấy ở vị trí half swing. Tiếp theo, bạn đưa gậy lên cao như thế này. Không cần phải đưa gậy đi quá xa. Gậy chỉ cần dừng ở đây, rồi hạ xuống chỉ vào đường mục tiêu. Nào nhắc lại. Vị trí 1, 2, 3. Các bạn tập theo các vị trí đó và quan sát sự tiến bộ của mình nhé.